Petrolimex, ông trùm xăng dầu Việt Nam, 4 lần được Forbes vinh danh. Khởi đầu từ một công ty vốn 100% nhà nước, Petrolimex đã được cổ phần hóa và phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm qua. Sau hơn 60 năm thành lập, tập đoàn vẫn luôn giữ vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, dự trữ và bình ổn nguồn nhiên liệu quốc gia. Tính đến năm 2020, Petrolimex và các công ty con đã 4 lần được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh là một trong những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Doanh nghiệp nhà nước được xếp hạng đặc biệt. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex có tiền thân là Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, trước đó là Tổng Công ty Xăng dầu Mỡ, được thành lập vào ngày 12 tháng 1 năm 1956 theo nghị định của Bộ Thương nghiệp và được thành lập lại vào ngày 17 tháng 4 năm 1995 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam có 41 công ty thành viên, 34 chi nhánh và xí nghiệp trực thuộc các công ty thành viên 100% vốn nhà nước, 23 công ty cổ phần có vốn góp chi phối của tổng công ty, 3 công ty liên doanh với nước ngoài và một chi nhánh tại Singapore. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex hiện nay được hình thành từ việc cổ phần hóa và cấu trúc lại Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam vào năm 2011 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó, Petrolimex là doanh nghiệp nhà nước trọng yếu, được xếp hạng đặc biệt, có quy mô toàn quốc, đảm bảo 60% thị phần xăng dầu cả nước. Petrolimex đóng vai trò bình ổn cho phát triển thị trường xăng dầu trong nước và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xăng dầu của người dân cả nước. Những hoạt động kinh doanh chính. Lĩnh vực kinh doanh chính của Petrolimex là xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc hóa dầu, đồng thời đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác để hỗ trợ các ngành nghề mà Petrolimex đang kinh doanh như thiết kế, xây lắp, cơ khí và thiết bị xăng dầu, bảo hiểm, ngân hàng và các hoạt động thương mại dịch vụ khác. Trong đó, nhiều thương hiệu được đánh giá là dẫn đầu Việt Nam như PLC, PGC, PG Tanker, PGCO. Ở trong nước, 43 trên 69 đơn vị thành viên Petrolimex trực tiếp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 62 tỉnh, thành phố. Ở nước ngoài, Petrolimex có công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex tại Singapore, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex tại Lào và đã mở văn phòng đại diện Petrolimex tại Campuchia để tăng cường công tác xuất nhập khẩu. Đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu, năm 2017, Petrolimex sở hữu 2.471 cửa hàng hiện diện trên khắp cả nước, tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng sử dụng hàng hóa dịch vụ do công ty trực tiếp cung cấp. Tại các vùng sâu vùng xa, nơi có hiệu quả kinh doanh thấp nhưng ý nghĩa chính trị xã hội cao, Petrolimex có thị phần cao hơn so với thị phần bình quân của toàn tập đoàn, tính chung trên phạm vi cả nước và căn cứ sản lượng xăng dầu thực xuất bán tại thị trường nội địa. Thị phần thực tế của Petrolimex có thể lên tới 50%. 4 lần được tạp chí Forbes vinh danh. Năm 2015 đến 2020, Petrolimex đã có những bước tăng trưởng bền vững về doanh thu và lợi nhuận. Ngoài ra, Petrolimex cũng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được chính phủ giao hàng năm, đó là bảo quản an toàn gần 60% lượng xăng dầu dự trữ quốc gia. Sự tăng trưởng trên đã đưa Petrolimex trở thành doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất cả nước với gần 188.000 tỷ đồng, bình quân đạt trên 37,6.000 tỷ đồng một năm. Nhiều đơn vị chuyên doanh như công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex, các tổng công ty hóa dầu, ga, bảo hiểm có thương hiệu thuộc top đầu thị trường trong từng lĩnh vực, liên tiếp 4 lần được tạp chí Forbes vinh danh trong top 50 các doanh nghiệp niêm yết tốt nhất trên thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Bên cạnh kinh doanh, Petrolimex còn tham gia vào công tác an sinh xã hội. Tập đoàn là thành viên chính thức của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Quỹ Học bổng Vừa A Dính, Quỹ vì người nghèo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, Petrolimex quyên góp 14,1 tỷ đồng cho hệ thống y tế để nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, phục vụ công tác khám chữa bệnh. Tính trong cả giai đoạn 2015 đến 2020,
Petrolimex đã dành hơn 300 tỷ đồng cho công tác xã hội này. Từng có nhiều sai phạm nghiêm trọng. Cùng với những thành tích kinh doanh rất tốt, Petrolimex cũng mắc phải những sai phạm trong công tác quản lý, gây hậu quả nghiêm trọng với nguồn vốn của nhà nước. Đầu tiên là sai phạm về tự ý đầu tư ngoài ngành. Cụ thể, công ty mẹ đã đầu tư tài chính ngoài ngành nghề kinh doanh chính của mình như ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản với tổng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó đầu tư với giá trị lớn không đúng quy định. Công ty đã tăng vốn đầu tư vào PG Bank 400 tỷ đồng, chiếm 40% vốn điều lệ của đơn vị nhận vốn góp, và vào công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex hơn 171 tỷ đồng, chiếm 51% vốn điều lệ của đơn vị nhận vốn góp, không có sự chấp thuận của Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ. Thứ hai là một số khoản đầu tư của công ty mẹ kém hiệu quả, ví dụ như đầu tư 178,5 tỷ đồng vào công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex và công ty cổ phần bất động sản Petrolimex, hay đầu tư hơn 38,8 tỷ đồng vào công ty cổ phần thương mại Tuyên Quang, công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất PTN và công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vân Phong từ năm 2010 đến thời điểm thanh tra không có cổ tức. Cuối cùng là vấn đề về quản lý đầu tư xây dựng. Từ 2010 đến tháng 6 2013, công ty mẹ và các đơn vị thành viên đã thực hiện đầu tư 178 công trình, dự án với tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng. Trong đó, 29 dự án chậm tiến độ, 23 gói thầu có giá trị dự toán trên 5 tỷ đồng, nhưng tập đoàn không tổ chức đấu thầu theo quy định, chỉ định nhà thầu không đủ năng lực tài chính. Giữ vững vị thế chủ lực. Mặc dù có khuyết điểm, thế nhưng Petrolimex vẫn đóng vai trò chủ lực trong nền kinh tế Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Petrolimex, ông Phạm Văn Thanh cho biết, năm 2018 là năm thứ tư liên tiếp Petrolimex hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Tập đoàn Petrolimex hiện nắm vai trò chi phối với thị phần nội địa hiện chiếm gần 50%, với khoảng 30% thị phần của Tổng Công ty Dầu Việt Nam PV Oil và khoảng 10% của Công ty Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Petro. Hiện tại, nhà nước nắm giữ 75% cổ phần tại Petrolimex, và sắp tới, tỷ lệ này sẽ giảm đi, nhưng vẫn ở mức chi phối là 51%. Năm 2019 tiếp tục là một năm thành công của tập đoàn Petrolimex khi nộp ngân sách quốc gia 41.800 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 5.486 tỷ đồng, sản lượng xuất bán hơn 13,6 triệu mét khối trên một tấn. Công tác quản trị của tập đoàn không ngừng được nâng cao, đáp ứng các chuẩn mực của công ty đại chúng quy mô lớn. Cơ sở vật chất kỹ thuật của tập đoàn không ngừng được hoàn thiện và mở rộng. Đặc biệt, năm 2019, Petrolimex nằm trong top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, theo công bố của Brand Finance. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha!